Xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Wow, nhìn các môn phái tâm ma thấy mà thèm luôn. Trời ơi, nào là Cung Lôn, Tàn Kiếm, Tiêu Dao, Thiên Vương và cả Trường Ca. Như vậy team chúng ta đã chọn đó chính là Tiêu Dao, Thiên Vương và Trường Ca. Và trận tâm ma hôm nay đến từ server S250, nhưng không phải mình cầm mặt đâu các bạn ạ. Mà là được chia sẻ từ một người bạn có nick Facebook, đó là Nguyễn Thị Dột. Có lẽ đây là một bạn nữ chăng? Rồi, chuyện gì đang xảy ra? Mình thấy là Tiêu Dao, à không, Thiên Vương đang theo sao Tiêu Dao, Trường Ca thì không đánh quái luôn, có vẻ như là đang treo à, lúc nãy vẫn còn đang thấy chat kênh đội rất là khí thế mà Trường Ca bây giờ treo rồi, Thiên Vương lại theo sao, bây giờ bỏ anh bạn Tiêu Dao chúng ta một mình rất là căng thẳng đây, nếu như mà tìm số 2 úp xuống thì sẽ rất là căng, lúc này mình thấy Long Tước đã dò thám rồi. Rồi, cũng có vẻ hơi an toàn, như vậy là Tiêu Dao có vẻ được ổn. Không không không, Tàn Kiếm xuống rồi, Nga Mi cũng xuống theo và cả Long Tước nữa. Như vậy là Tiêu Dao phải bỏ chạy. Tình huống đồng đội theo sao và treo như thế này, Tiêu Dao phải chạy thôi, bên này gặp cái bang nữa rồi. Rất căng thẳng, Tiêu Dao có chạy được không? Vâng, Tiêu Dao chạy được xuống khu số 7 rồi. Bên này lại có thêm một team đang giao tranh rất kịch liệt tại khu số 7, mình giáo đang yếu máu. Bên này lại có Trường Ca nữa rồi. Trời ơi, bây giờ chạy đâu? Ai bắt lại lóc lên. Đúng rồi, một mạng cho Tiêu Dao. Như vậy chúng ta đã có mạng đầu tiên. Không được rồi, phải chạy sang khu số 21. Khu số 21 vẫn có team. Tiêu Dao bây giờ quay ngược trở lại khu số 7 và di chuyển sang khu số 6. Khu số 6 có trống hay không? Mình thấy vẫn còn một cái rương ở đây. Rồi. No, không được. Như vậy là khu số 6 có một bạn Thúy Yên. Như vậy chúng ta đang có một team tại khu này. Hút lại nào, Thúy Yên yếu bóng vía và thấy Tiêu Dao, Thúy Yên đã chạy. Chúng ta cần tìm một ô thật là trống, không Thúy Yên đã tung băng để đáp trả lại Tiêu Dao. Không được rồi, Tiêu Dao buộc lòng phải quay trở lại khu số 1 và có lẽ như là team khu số 1 đã rút lui. Bây giờ Tiêu Dao có vẻ đã được an toàn hơn một tí rồi các bạn ạ. Rồi không, hình như là khu số 4 vừa đánh nhau và mình thấy một số thành viên ở bên đó đang bị yếu máu. Buộc lòng Tiêu Dao chúng ta đã di chuyển về khu số 2. Khu số 2 thì có vẻ như đang có một vài team, đúng rồi, cái team Tàn Kiếm, Nga Mi và Long Tước đang farm tại khu số 2. Đây rồi, một anh bạn cái bang mất máu chạy sang kéo lại và lóc lên. Như vậy là thêm một mạng nữa, cái bang đã ngã xuống và Tiêu Dao có thêm một ít tài nguyên và chuẩn bị cho mình những cuốn bí kíp. Cuốn đầu tiên đó chính là đậu chuyển tinh di và mua một con ngựa để có gì chúng ta còn chạy lẹ hơn. Rồi, có vẻ như đây bây giờ thì sau những cái phút giây hoang mang tột độ phải tìm ô trú thân, có lẽ như là Tiêu Dao chúng ta đã được an toàn trở lại khi mà có một cái bí kíp hồi máu và một con ngựa. Bây giờ thì Tiêu Dao sẽ bước vào cuộc hành trình, đó chính là solo tâm ma. Khi mà các người đồng đội lúc nãy chat kênh đội rất là nhiệt tình và khí thế, bây giờ thì bỏ lại anh bạn Tiêu Dao. Rồi, tiếp tục trang bị bí kíp. Như vậy là vòng số 1 cũng đã trôi qua một nửa thời gian. Bây giờ chúng ta đã có ảo tượng rồi và Tiêu Dao hiện tại vẫn farm lính mở rương để trang bị những cuốn bí kíp còn lại. Tiêu Dao đang có dấu hiệu di chuyển lên khu số 25. Liệu là sẽ có một cuộc giao tranh chăng? Đúng rồi, có team lướt vào, lock lên và sau đó Tiêu Dao nhảy ra tung một cái thất thám vào team của đội bạn ăn trọn combo và Tiêu Dao đang bị khống chế rồi. Không có thành viên nào của team bạn ngã xuống cả vì chúng ta hiện tại không đủ đam. Tiêu Dao vẫn bị yếu đam, thiếu tấn công và bạo kích, nhưng rất là may mắn là anh bạn Tiêu Dao chúng ta đã kịp thời di chuyển xuống khu số 9 để tránh được những cái combo của Tàn Kiếm. Trong khi đó Long Tước thì hơi yếu bóng vía một tí, mặc dù đã lên được cái chiêu đao thần nhưng vẫn quyết định quay trở lại để bảo toàn mạng sống của mình. Rồi, với lợi thế là hiện tại đang có bí kíp hồi máu thì Tiêu Dao hồi máu rất lẹ, cực kỳ lẹ luôn. Team đội bạn thì có Nga Mi, do đó team bạn cũng sẽ hồi máu rất nhanh. Quả là một cuộc đánh rất khó khăn cho Tiêu Dao. Bây giờ chúng ta đã có được full cây máu, bây giờ Tiêu Dao tiếp theo sẽ làm gì đây? Có lẽ anh ấy xuống khu số 8 chăng? Không, anh ấy lại tiếp tục quay trở lại khu số 25 rồi. Chắc chắn như vậy rồi, áp sát rồi. Kênh đội các bạn ấy đang chat. Khu số 25 hiện tại đang rất trống. Không, có một bạn Trường Ca bị kéo lên rồi, bị lóc lên rồi, ăn một cái thất thám và lướt. Như vậy Trường Ca đã ngã xuống một combo cho hệ thổ. Với một combo thì Trường Ca không thể nào mà tránh khỏi được, đành phải ngã xuống và về thành.
Lúc nãy thấy các bạn chat kênh đội bảo là Trường Ca yếu. Thật ra Trường Ca không yếu đâu các bạn ạ. Trường Ca một mình không thể solo được tâm ma, nhưng nếu đi chung với đồng đội thì Trường Ca là môn phái hỗ trợ rất tuyệt vời. Vừa có khả năng tạo chón, vừa có khả năng búp thuẫn, tăng tốc độ đánh, tăng tốc độ di chuyển cho đồng đội của mình. Và khi có được Beekeeper của Chiêu Vân Sinh kết hải, Trường Ca còn giúp đồng đội của mình hồi máu rất nhanh. Đó là môn phái hỗ trợ rất tốt, có thể so sánh ngang kèo với Nga Mi. Như vậy Tiêu Dao đã có những bước di chuyển xa hơn. Đây rồi, có một bạn Tiêu Dao khác đang mở rương và Tiêu Dao ăn trọn cái lóc. Tiêu Dao đã ngã xuống. Lại thêm một mạng cho Tiêu Dao chúng ta. Tiêu Dao bây giờ đã di chuyển xa hơn ở những vị trí ban đầu, đã di chuyển xuống khu số 7. Số đội trong tâm ma giảm cũng rất lẹ, bây giờ chỉ còn có 11 đội thôi. Rõ ràng là với việc xuất hiện ảo tường thì các đội của chúng ta đã giao tranh rất kịch liệt ở những cái ô ảo tường. Rồi, vòng số 1 cũng đã khép lại và chúng ta thấy Tiêu Dao đã bảo toàn được tính mạng của mình. Bây giờ bạn ấy sẽ phải làm như thế nào để chiến thắng được trận tâm ma này? Rồi, kênh đội chat rất là nhiệt tình luôn. Cái gì nghe ML gì gì đó bảo con Trường Ca đánh rất là tốt, rất là mạnh, làm cho cái bạn chọn Trường Ca đã bị chết từ những vòng đầu. Nhưng mà thực tế thì rõ ràng chúng ta thấy là Trường Ca đang treo ạc ở những giây đầu, đúng không các bạn nhỉ? Và Thiên Vương thì lại theo sau. Ở trên kia úp xuống quá bất ngờ như vậy thì team chúng ta không phản kháng kịp. Buộc lòng là mọi người sẽ ra đi. Đó là điều chắc chắn như vậy rồi. Rồi, Tiêu Dao chúng ta hiện tại đang thực hiện cái công việc đó chính là check map, tìm những team treo hoặc là những team yếu máu, hoặc là cái team nào đó có một cái ô nào đó thật là an toàn để trú thân. Map của chúng ta hiện tại là mình thấy rất nhiều hệ kim nha các bạn, cực kỳ nhiều hệ kim luôn, nào là tàng kiếm, Thiên Vương, Dương Môn nữa. Đây là một cái điều sẽ rất là khó khăn cho anh bạn Tiêu Dao rồi. Thấy thêm một bạn Thiếu Lâm ở khu số 8 nữa. Và Tiêu Dao hiện tại đang ở khu số 25. Khu số 25, đây là một cái khu sẽ không an toàn cho lắm, tại vì nó sẽ là một cái giao điểm của rất là nhiều ô hợp lại với nhau. Và các team khác họ sẽ di chuyển sang đây rất là nhiều. Đây rồi, đây có cả Nga Mi và Thiếu Lâm ở bên khu số 8. Tiêu Dao lại chạy xuống khu số 7 rồi. Khu số 7 là khu thương nhân và hiện tại đang rất trống. Tiêu Dao đã trang bị cho mình được hai cái tăng cấp bí kíp trung. Rồi thì tiếp tục thuận lợi cho Tiêu Dao chúng ta. Bây giờ Tiêu Dao chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Di chuyển sang khu số 6, khu số 6 đang có Trường Ca rồi, hút Trường Ca lại, lóc Trường Ca lên, Trường Ca đã búp được thuẫn và Trường Ca rất trâu, không được rồi, không đủ đam. Trường Ca hiện tại còn 40% cây máu và với một cái bạch hồng quán nhật thì không thể nào kết thúc được, trong khi đó có một anh bạn Thiên Vương, do đó Tiêu Dao đã quyết định quay trở lại. Bây giờ thì Tiêu Dao đây rồi, một bạn Minh Giáo kéo không kéo được rồi, có vẻ như Tiêu Dao đã thả cho Minh Giáo chạy thoát. Rồi, ô nào cũng có team cả. Khu số 1 mình thấy là có một bạn Nga Mi. Đây rồi, Nga Mi có treo hay không? Tiêu Dao tiếp tục lượn lờ để do xét tình hình tại các khu lân cận. Lúc nãy là bên khu số 13 có một team. Có thể là sẽ di chuyển về khu số 3 để mua đồ, hoặc là họ sẽ ở trong đó để đánh những cái khu ở trong này. Thì khi đi tâm ma các bạn nên cố gắng đọc map để phán đoán tình hình. Chúng ta sẽ tiếp cận những cái team nó sẽ thuận lợi hơn và đỡ bị bắt lẻ nha các bạn. Điều này rất là quan trọng khi chúng ta đi tâm ma. Như vậy là khu số 13 đã di chuyển rồi, có thể họ sẽ di chuyển về khu số 3. Rồi, họ đã di chuyển xuống khu số 15 rồi. Cái team Dương Môn và Thiên Nhẫn lúc nãy ở khu số 13. Tiệm đó hình như là có Nga Mi nữa các bạn ạ.
Đây rồi, một anh bạn Côn Lôn Tiềm Long, đây là một acc treo chắc chắn, và Côn Lôn đang gây khó chịu rất nhiều cho Tiêu Dao. Tiêu Dao đang bị khống chế và Tiêu Dao mất lock. Tiêu Dao chờ anh bạn Côn Lôn di chuyển sang, nhưng mà Côn Lôn auto này hơi bị thông minh một tí là không chạy sang số 1. Đây rồi, Côn Lôn đánh quái, Côn Lôn ăn một cái lock, Côn Lôn ăn một cái combo và Côn Lôn vẫn chưa ngã xuống. Rồi Côn Lôn đã ngã xuống, tiếp tục làm anh bạn Tiêu Dao và Minh Giáo ở khu số 4. Như vậy buộc lòng Tiêu Dao phải chạy để bảo toàn tính mạng của mình, bởi vì Tiêu Dao đã hết combo. Và ảo tượng tại khu vòng số 2 cũng đã bắt đầu, và chúng ta có tham gia ảo tượng hay không? Ảo tượng 6, 4 và 9 đánh nhau chắc chắn rồi. Nga Mi bị hút, vâng, rất hên là Nga Mi kịp thời lên được cái quần thể kim cang khi mà Thiếu Lâm chúng ta mở xong cái ảo tượng, và như vậy thì Tiêu Dao buộc lòng cũng phải chạy thôi. Tình huống vừa rồi, nếu như mà Tiêu Dao dùng cái bạch hồng quán nhật để lao vào giữa team địch và lóc lên thì có lẽ là Tiêu Dao rất khó chạy, sẽ khó chạy hơn rất là nhiều, tại vì cái Tiêu Dao cần phải một cái tầm xa để di chuyển lại cửa. Như vậy đâu đâu mình cũng thấy có hệ kim cả, và bây giờ Tiêu Dao có quần thể kim cang rồi, sẽ làm gì đây? Tiếp tục qua bên này, hút lại, lóc lên và thất thám. Côn Lôn có ngã xuống hay không? Một bàn Nga Mi ngã xuống, Côn Lôn không ngã xuống, Côn Lôn còn một chấm máu. Côn Lôn ăn quần thể kim cang và Côn Lôn đã chạy được rồi. Tình huống rất là ngàn cân treo sợi tóc coi cho Côn Lôn, rất may mắn cái quần thể kim cang đã cứu được anh bạn Côn Lôn chúng ta. Thiếu Lâm vẫn miệt mài mở rương, vẫn nhiệt tình mở rương để cho Côn Lôn hồi máu. Thiếu Lâm đã di chuyển lên khu số 1 để truy đuổi Tiêu Dao rồi. Thiếu Lâm lại quay trở lại khu số 6 để tiếp tục ăn rương. Bây giờ chỉ còn 5 đội thôi, số đội giảm khá là lè trong vòng số 2 này. Đi đâu cũng thấy hệ kim. Ở bên khu số 8 là có một bạn tàn kiếm Nga Mi, đây rồi một bạn Thiên Vương Minh Giáo. Khu số 6 thì lại có Thiếu Lâm, toàn là những hệ kim rất khó chịu. Như vậy Tiêu Dao chúng ta sẽ làm gì để đối phó với những cái môn phái hệ kim này, các bạn hãy cùng xem nha. Đây rồi, Thiên Vương lóc lên, có cả Minh Giáo nữa. Như vậy Thiên Vương đã xoay trì kịp thời, Minh Giáo đã lặn chiều Quỷ Thiên Diệt Địa. Thiên Vương rượt theo Tiêu Dao, khống chế Tiêu Dao rồi, đang đánh rất nhiệt tình. Tiêu Dao cố gắng chạy sang khu số 1, Tiêu Dao hút Thiên Vương lại làm tàn phế Thiên Vương, và bây giờ Tiêu Dao lên ngựa cao chạy xa bay. Rất hay. Tiếp tục chạy rất là khó khăn cho Tiêu Dao chúng ta trong những cái tình huống như thế này, gặp một bạn Côn Lôn lướt rất là nhiệt tình. Rồi tiếp tục gặp Minh Giáo và Nga Mi. Đây lại là anh bạn Thiên Vương ăn một chì nữa rồi, Minh Giáo chạy sang và Thiếu Lâm chạy sang, như vậy đã cứu cánh được cho Tiêu Dao chúng ta, làm cho Thiên Vương không có tiếp tục truy đuổi. Kèo này phải nói là hơi bị khó nhằn cho Tiêu Dao, rất nhiều hệ kim, buộc lòng Tiêu Dao rất là khó xơi. Nếu như mà tình huống này chúng ta hổ báo quá là sẽ chết, mà không hổ báo để những team kia họ về vòng cuối thì Tiêu Dao cũng tiêu. Rất khó nha các bạn, cực kỳ khó trong những tình huống như thế này luôn. Và như vậy là vòng số 2 của Trận Tâm Ma cũng đã khép lại. Số đội hiện tại đang còn là 5 đội, nhưng có một điều chúng ta thấy đó là Tàn Kiếm, Thiếu Lâm, Thiên Vương, Minh Giáo toàn là những môn phái rất khó chơi cho Tiêu Dao. Những giây phút thật là im lặng, trong khi anh bạn Tiêu Dao chúng ta đang chết map. Giờ này mà mình vẫn còn thấy một bạn, hình như là cái bang di chuyển về khu số 15, tại vì vòng số 3 chúng ta là sẽ đóng những cái ô kia. Tiêu Dao ăn bạo kích, kênh đội các bạn chat rất là nhiệt tình để hỗ trợ cho Tiêu Dao chúng ta. Rồi, mình rất là mong chờ tại vòng số 3 này Tiêu Dao sẽ đối phó với những team hệ kim này như thế nào đây. Rất là căng thẳng. Phải nói là Tiêu Dao rất cần những cái quần thể kim cang xuất hiện liên tục thì mới có thể đối phó được với những môn phái hệ kim này.
Và như vậy là vòng số 3 chuẩn bị bắt đầu. Rồi, lựa chọn biện pháp đó là hút để hồi máu trước, sau đó là sẽ mở cái rương để chờ hồi kỹ năng. À, sau khi rương mở xong thì tiêu dao lại di chuyển sang khu số 2 à. Không, anh ta chuẩn bị tài nguyên để mua một cái tăng cấp bí kíp, tiếp tục hồi máu. Các bạn thấy một điều là tiêu dao đây rồi một giao tranh ở đây có cả Dương Môn và Thiên Nhẫn. Các bạn thấy một điều là tiêu dao di chuyển các map rất thận trọng nha. Đầu tiên là qua map check xem có ai hay không, check một cách rất là nhẹ nhàng, sau đó mới di chuyển mạnh tay, chứ không có chạy một cái veo qua bên đó. Đó, các bạn thấy không, check khu số 2 thận trọng và không thấy ai. Có Côn Lôn rồi, Côn Lôn đã làm tiêu dao mất né. Côn Lôn có di chuyển sang hay không? Côn Lôn không di chuyển sang. Như vậy tiêu dao sẽ quay trở lại để bắt anh bạn Côn Lôn này. Và không rồi, Côn Lôn đã cao chạy xa bay. Đây 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 đây, Thiên Vương, Thiên Vương, Thiên Vương, Thiên Vương đang suy trì. Thiên Vương đã còn chỉ còn 50% máu. Hụt rồi, rất tiếc. Như vậy Thiên Vương đã tiếp tục di chuyển sang khu số 8. Có lẽ Thiên Vương sẽ về khu số 7 nhưng không. Tiêu dao đã quyết định lựa chọn mở rương để thêm những tài nguyên cho mình. Một lựa chọn rất đúng đắn nha các bạn, tại vì bây giờ chúng ta đang đối chọi với rất nhiều hệ kim, và với việc tăng thêm lực chiến là một lợi thế rất nhiều, cũng như là chúng ta sẽ tìm các cái tài nguyên gồm tấn công và bạo kích. Đó là hai cái tài nguyên rất là quan trọng để kết thúc hệ kim. Đúng rồi, Thiên Vương. Hụt rồi, đây rồi, tàn kiếm và Nga Mi. Nga Mi đã bị lóc, tàn kiếm đã khống chế rồi, tiêu dao đang bị tấp rất là sấp nạp, tiêu dao đã lướt để chạy được rồi, tiêu dao lên ngựa rồi. Vâng vâng tàn kiếm và Nga Mi đã di chuyển sang. Bây giờ tiêu dao đã trở lại khu số 1. Khu số 1 đang có một bạn Thiên Vương ở bên này. Rất căng thẳng, tiêu dao cần một ô trống để hồi máu. Như vậy tàn kiếm và Nga Mi đi chung là một cặp rất khó để tiêu dao có thể xơi được cái team này. Đây rồi, Minh Giáo chăng? Không, tàn kiếm đã có quần thể kim cang. Bên này có cả Thiên Vương nữa. Như vậy hệ kim rất nhiều, vẫn còn rất nhiều hệ kim, và trở nên cực kỳ khó khăn cho tiêu dao chúng ta. Số đội hiện tại đang còn là 4 đội. Như vậy chúng ta sẽ còn những team nào đây? Mình xác định được là chúng ta đang có một Thiên Vương, một tàn kiếm, một Nga Mi, và hình như là không thấy team Thiếu Lâm. Có vẻ như là team Dương Môn vẫn còn sống ở đâu đó. Và ảo tượng vòng số 3 cũng đã xuất hiện. Côn Lôn di chuyển sẵn rồi, Côn Lôn đang lướt, tiêu dao đã né được rồi. Tiêu dao quay trở lại phản công Côn Lôn rồi, tiêu dao đang bị khống chế. Quay trở lại, lóc lên, trời ơi, lóc lên. Tiêu dao đã làm tàn phế Côn Lôn rồi, tiêu dao lại chạy rồi các bạn ạ. À, tại vì tiêu dao đang bị yếu máu chăng. Côn Lôn với quân hàm đó là Chí Tôn đã tấp anh bạn tiêu dao chúng ta rất nhiều đam được dồn về tiêu dao, và mỗi người một cái ảo tượng không tranh giành. Tiếp tục có giao tranh và tiêu dao lại tiếp tục chạy. Đây là một trận tâm ma thể hiện khả năng chạy map rất nhiều. Bây giờ thì các team đang bủa vây tại khu số 3. Tàn kiếm và Nga Mi, Thiên Vương, Côn Lôn. Như vậy có lẽ là team của bạn Dương Môn của chúng ta đã ra đi. Côn Lôn là một team lẻ các bạn ạ. Đó là theo suy đoán của mình. Rồi rồi rồi, chúng ta thấy một bóng dáng ai vừa di chuyển sang, có thể là Côn Lôn. Bây giờ có vẻ như đây 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 đây, đây rồi, đây rồi. Lóc lên, trúng rồi, đang bị khống chế không thất thám được. Bây giờ đã thất thám được, tiếp tục là không lướt được rồi, tiêu dao đã chạy rồi các bạn ạ. Tình huống vừa rồi nếu như một cái lướt tiêu dao có thể sẽ kết thúc được Côn Lôn, hơi tiếc một tí. Có vẻ như là mình thấy là tiêu dao đang có ý định thả để Côn Lôn còn sống, có thể là với hy vọng Côn Lôn sẽ kết thúc được Nga Mi của cái team tàn kiếm, để nhẹ cho tiêu dao hơn. Đó là theo suy đoán của mình.
Tại vì bây giờ tiêu dao mục đích chính đó là sẽ quan trọng với những cái ạc hại kim, cần kết thúc những ạc hại kim trước. Nếu mà để những ạc hại kim bước vào vòng số 3 thì sẽ rất là khó khăn cho bạn tiêu dao chúng ta rất là nhiều. Rồi cái ảo tưởng ở đây mở rất là dang dở, Côn Lôn đây rồi, Côn Lôn tiếp tục bị lóc. Côn Lôn ăn một cái thất thám, Côn Lôn vẫn rất là trâu, ăn một cái tấn công lướt vào, Côn Lôn vẫn chưa chết. Tiêu dao không có bao kích, do đó một cái lóc của tiêu dao không thể nào gây được nhiều đam cả. Bây giờ thì tiêu dao tiếp tục mở rương để trang bị, Côn Lôn đã di chuyển sang rồi, và anh bạn tiêu dao lại tiếp tục chạy rồi. Khá là căng, khá là căng. Và đã có một đội nữa đã phải ngã xuống như vậy theo suy đoán của mình, đó chính là khả năng rất cao cho anh bạn Thiên Vương. À, rất là cao về Thiên Vương. Hoặc có thể là Nga Mi và Thằng Kiếm, tại vì chúng ta chưa thấy hai team này. Và như vậy là vòng số 3 cũng đã khép lại. Bây giờ số đội bước vào vòng cuối chỉ còn 3 đội, chúng ta gồm có một Côn Lôn, một Tiêu Dao và một team nào đó. Có thể là Thiên Vương, có thể là Nga Mi Tàng Kiếm. Thiên Vương thì chúng ta sẽ nhẹ hơn, nhưng mà gặp Nga Mi Tàng Kiếm thì sẽ cực kỳ khó khăn. Rồi như vậy mình thấy bạn ấy chat đó chính là Nga Mi Tàng Kiếm các bạn ạ. Nga Mi và Tàng Kiếm. Rất khó. Thế nào nó cũng giết Côn Lôn trước. Em góp hội. Hy vọng là như vậy. Hy vọng là Nga Mi và Tàng Kiếm sẽ dồn combo về Côn Lôn cũng đúng thôi các bạn ạ. À. Tại vì nếu như dồn combo vào tiêu dao thì Côn Lôn có thể sẽ lật kèo lại với Nga Mi. Nhưng mà nếu dồn combo vào Côn Lôn thì trong khi đó Tàng Kiếm vẫn có thể bắt được tiêu dao để bảo vệ Nga Mi. Đó là một chiến thuật rất là hay. Và khi tiêu dao nắm được cái điều này thì anh bạn ấy đã quyết định góp hội vào cho vui. Tại vì nếu mà chúng ta núp ở trong chờ cho hai team giao tranh xong các bạn mới ra thì có lẽ lúc đó đã quá muộn rồi. Chúng ta cần phải nắm thời cơ thật đúng lúc nha. Rồi, chiến đấu sắp bắt đầu và vòng cuối bắt đầu. Đây rồi, tiêu dao ăn được một cái chạy nhanh. Hiện tại tiêu dao vẫn còn tấn công một ít thời gian. Đây đây đây, Côn Lôn đây rồi, Côn Lôn nhảy, Côn Lôn không giật xét. Chém rất là nhiệt tình. Như vậy chắc chắn sẽ có giao tranh rồi chăng? Đây rồi, Côn Lôn đã khống chế tiêu dao và có vẻ Nga Mi đã phải ngã xuống rồi, Côn Lôn đang bị tàn phế, Côn Lôn ăn một cái lướt nữa. Lướt và Côn Lôn đã ngã xuống, như vậy chỉ còn tàn kiếm thôi các bạn ạ. À. Nga Mi còn sống hay không? Tàn kiếm không dám di chuyển, như vậy là Nga Mi đã ăn một cái combo Côn Lôn và Nga Mi đã ngã xuống, Côn Lôn rất hay. Phải nói là Côn Lôn đã giúp đỡ tiêu dao rất là nhiều và bây giờ tiêu dao cần thêm thời gian để hồi combo. Anh bạn tàn kiếm vẫn không dám lao vào vì nghĩ tiêu dao đang có cái lock các bạn ạ. À. Đây rồi, tàn kiếm đã vào để chém, tàn kiếm đã lướt lock lên nào. Tiếp tục lock lên và tàn kiếm đã ngã xuống, như vậy rất là đen cho anh bạn tàn kiếm chúng ta. Tàn kiếm đã không quyết đoán được trong tình huống vừa rồi và đã để thời gian cho tiêu dao hồi kỹ năng. Như vậy là trận tâm ma đã kết thúc và các bạn thấy là tiêu dao có những pha xử lý chạy map rất đẹp. Rồi, trận tâm ma đã đạt hết. Nếu các bạn xem video này cảm thấy hay, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video sau.